Hiện nay thì có rất nhiều trường hợp vì tính chất công việc, thay đổi nơi ở mà việc buộc phải di chuyển khỏi nơi đăng ký giấy phép lái xe ban đầu đã dẫn đến việc quay lại để thực hiện thủ tục cấp lại giấy phép lái xe sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức. Vậy, liệu người dân có được xin cấp lại giấy phép lái xe ở tỉnh khác hay không? Và hồ sơ, thủ tục gồm những gì? Video dưới đây của công ty luật AGC sẽ giúp quý anh chị giải đáp những thắc mắc trên một cách ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Để người lái xe thực hiện đổi bằng lái xe, đặc biệt là đổi từ thẻ bìa giấy sang thẻ nhựa PET. Theo quy định tại thông tư 12/2017/TT-BGTVT thì khi tiến hành làm thủ tục đổi giấy phép lái xe, người lái xe lập một bộ hồ sơ gửi trực tiếp hoặc bằng hình thức kê khai trực tuyến đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông Vận tải. Tại quy định này thì không yêu cầu nơi nộp hồ sơ phải là Sở Giao thông Vận tải nơi cư trú hoặc Sở Giao thông Vận tải nơi đã cấp bằng lái cũ. Vì thế, rõ ràng là người lái xe hoàn toàn được phép đổi bằng lái xe ở tỉnh khác nơi cấp bằng trước đây. Mặt khác, tại quy định tại khoản 3 điều 11 thông tư 12 được sửa đổi tại thông tư 38/2019 thì thẩm quyền của Sở Giao thông Vận tải cũng được xác định như sau. Cấp mới, cấp lại giấy phép đào tạo lái xe theo mã số quản lý cơ sở đào tạo lái xe ô tô trong hệ thống thông tin giấy phép lái xe và gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam bản sao giấy phép đào tạo lái xe đã cấp kèm theo biên bản kiểm tra cơ sở đào tạo quy định tại phụ lục số 11, nghị định số 65/2016/NĐ-CP. Như vậy thì việc cấp lại giấy phép đào tạo lái xe thực hiện theo mã số trong hệ thống thông tin giấy phép lái xe, nhưng dữ liệu này không lấy từ dữ liệu của Sở Giao thông Vận tải từng tỉnh nên cũng có thể hiểu là không cần người lái xe phải đổi bằng lái xe tại đúng tỉnh nơi đã cấp bằng trước kia. Quy định này giúp tạo điều kiện thuận lợi cho người lái xe, nhất là khi nhà nước đang khuyến khích người dân đổi giấy phép lái xe bằng bìa giấy sang giấy phép lái xe bằng vật liệu PET trước ngày 31/12/2020. Tuy nhiên thì không phải trường hợp nào cũng có thể đổi được giấy phép lái xe. Nếu như có nhu cầu thì quý anh chị cần xem xét xem mình có thuộc trường hợp được đổi giấy phép lái xe hay không. Hiện nay thì việc đổi giấy phép lái xe được thực hiện khi nằm trong một trong các trường hợp sau. Đầu tiên là người có giấy phép lái xe có thời hạn được đổi giấy phép lái xe trước khi hết thời hạn sử dụng, kể cả người có giấy phép lái xe bị hỏng. Riêng người có giấy phép lái xe hạng E đủ 55 tuổi đối với nam và 50 tuổi đối với nữ có nhu cầu tiếp tục lái xe. Nếu đủ sức khỏe theo quy định thì được xét đổi giấy phép lái xe từ hạng D trở xuống. Trường hợp nam sinh, họ, tên đệm ghi trên giấy phép lái xe có sai lệch so với giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân. Những trường hợp bị tước giấy phép lái xe bởi cơ quan công an, cơ quan có thẩm quyền mà chưa nộp phạt, muốn đổi bằng thì sẽ không được cấp phép đổi. Vậy thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe khác tỉnh sẽ diễn ra như thế nào? Phần video tiếp theo sẽ giải đáp về vấn đề này. Bước đầu tiên chính là chuẩn bị hồ sơ. Người có nhu cầu đổi giấy phép lái xe khác tỉnh sẽ chuẩn bị hồ sơ đăng ký gồm các giấy tờ sau. Đơn đề nghị đổi cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu, bản sao giấy phép lái xe. Không bắt buộc phải có hồ sơ gốc, nhưng nếu có thì nên cầm theo. Không cần phải có giấy khám sức khỏe đối với giấy phép lái xe hạng A1. Bước 2, sau khi hoàn tất hồ sơ thì người có nhu cầu đổi giấy phép lái xe sẽ đến Sở Giao thông Vận tải nơi đang sinh sống, làm việc hoặc công tác mà không phải quay về lại Sở Giao thông Vận tải nơi trước kia đã cấp giấy phép lái xe để nộp bộ hồ sơ trên, xuất trình giấy phép lái xe, giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân để đối chiếu và đóng lệ phí. Bộ phận cấp đổi giấy phép lái xe sẽ tiến hành chụp ảnh tại chỗ để in vào giấy phép lái xe mẫu mới, cắt góc giấy phép lái xe cũ và trả lại cho người lái xe để người lái xe tự bảo quản, viết phiếu hẹn giấy phép lái xe trong vòng 5 ngày làm việc. Hiện nay thì quý anh chị cũng có thể thực hiện việc đổi giấy phép lái xe trực tuyến thông qua website Cổng Dịch vụ Công Quốc gia tại địa chỉ dịchvucong.gov.vn và thực hiện các bước theo hướng dẫn. Khi hồ sơ được Sở Giao thông Vận tải chấp thuận thì người cấp đổi giấy phép sẽ mang hồ sơ đến Sở Giao thông Vận tải để nộp. Khi đến nộp hồ sơ thì người lái xe sẽ được cơ quan cấp giấy phép lái xe chụp ảnh trực tiếp tại cơ quan cấp giấy phép lái xe và xuất trình bản chính các hồ sơ để đối chiếu, trừ các bản chính đã gửi. Bước 3, sau khi hoàn tất thủ tục nộp hồ sơ xin đổi giấy phép lái xe khác tỉnh thì quý anh chị vui lòng đến Sở Giao thông Vận tải đúng ngày, xuất trình chứng minh nhân dân và lấy giấy phép lái xe mẫu mới.
lái xe khác tỉnh như sau. Người có nhu cầu đổi có thể đổi giấy phép lái xe mô tô, ô tô tại bất kỳ sở giao thông vận tải tỉnh thành nào nếu thấy thuận tiện. Người có nhu cầu đổi giấy phép lái xe phải trực tiếp đi làm vì có liên quan đến việc chụp ảnh chân dung để in lên bằng lái. Và hiện tại thì chưa có quy định về việc ủy quyền cho người khác để làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe. Trên đây là một vài thông tin.